Xin chào thầy anh em, chào mừng anh em đến kênh review đồng hồ chính hãng của MWWatch. Hôm nay thì ngọc giới thiệu với anh em mình một chiếc đồng hồ đến từ dòng sản phẩm T-shirt Chemin. Thì như anh em đã biết thì nhà T-shirt thì những chiếc dress watch của hãng đồng hồ này thì thông thường sẽ thiết kế size mặt loanh quanh khoảng 38, 39 đến 40 mm và nó chỉ phù hợp với anh em nào có chu vi cổ tay vừa và nhỏ ở thị trường ở Việt Nam chúng ta mà thôi. Tuy nhiên thì T-shirt nó cũng có một chiếc dress watch có thiết kế size mặt to lên đến 42 mm, và cụ thể đó chính là cái dòng sản phẩm Chemin hôm nay em giới thiệu các bác nhé. Thì với anh em nào yêu thích cái thương hiệu T-shirt nhưng mà cổ tay của anh em to một chút, đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ thì chiếc T-shirt Chemin ngày hôm nay sẽ chọn rất là hoàn hảo cho anh em. Lưu ý với anh em nữa thì đây là một chiếc với bộ máy đặt chứng nhận Chronometer, chứng nhận cao cấp nhất của đồng hồ Thụy Sĩ thời điểm hiện tại, cho nên khi mà anh em mua về sử dụng thì rất là yên tâm với cái bộ máy này. Thì trước khi đến khơi một chiếc đồng hồ trong video ngày hôm nay thì cũng rất mong em dành một chút thời gian khoảng 1-2 giây thôi, mình ấn nút đăng ký kênh ở phía dưới video, ấn quả chuông bên cạnh để khi bên em ra video đồng hồ mới thì YouTube sẽ gửi thông báo cho anh em, từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chiếc đồng nào bên em cung cấp nhé. Không mất nhiều dài ngày ngâm nữa, chúng ta sẽ đến kỹ hơn với chiếc T-shirt Chemin trong video đồng hồ ngày hôm nay. Chiếc T-shirt Chemin hôm nay với các bác là một chiếc hàng new full box, đầy đủ hộp, sổ thẻ và các phụ kiện đi kèm cho anh em. Lưu ý anh em một chút là cái đựng T-shirt thời điểm hiện tại nó sẽ được thiết kế theo kiểu như này anh em nhé. Đấy, theo kiểu một cái hộp đựng giấy cứng như này. Đấy, một bên trong thì chúng ta sẽ có chiếc đồng hồ ngày hôm nay với các bác, một chiếc T-shirt Chemin với size mặt 42 mm và sách hướng dẫn sử dụng bên trong. Chiếc T-shirt Chemin hôm nay cho em giới thiệu các bác ấy, thì sẽ có mặt đồng hồ được làm màu trắng. Tuy nhiên thì anh em nhìn thấy này, khi mà T-shirt họ thiết kế thì họ sẽ làm phần mặt nó hơi ngả sẽ ánh vào vàng gold một chút. Kim cọc của chúng ta sẽ được mạ PD màu vàng gold. Giày chúng ta cũng sẽ có giày đầm y vàng gold luôn cho anh em. Đó, với hai mắt được làm phay bóng màu vàng gold này. Khóa chúng ta sẽ có bấm hai bên của thương hiệu T-shirt. Và đáy sau thì đương nhiên với cái dòng thiết kế của nhà T-shirt thì đáy sau chúng ta sẽ có đáy hở máy để giúp anh em quan sát được chuyển động của bộ máy bên trong. Chiếc T-shirt Chemin này cầm trên tay thì thứ nhất cái cảm giác là cái phần mặt của em này sẽ hơi to một chút nhá. Với size mặt 42 thì nó sẽ thuộc cái dạng size mặt to. Tuy nhiên thì cái độ dài mặt số thì ở mức rất là vừa phải thôi. Như chiếc này thì độ dài mặt số của em nó sẽ chỉ ở mức loanh quanh khoảng tầm 10 mm. Tiếp theo nữa thì phần mặt đồng hồ được thiết kế cũng khá là ấn tượng. Và anh em nhìn thấy này, đó, mặt đồng hồ thiết kế khá là ấn tượng nhá. Tiếp theo nữa bộ dây chúng ta sẽ có dây thép đúc đặc. Đấy, và sẽ dạng dây đồng mi vàng gold. Khóa bấm hai bên này. Về tag thì ở chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có hai tag, thì với những con đồng hồ mà có đặt chứng nhận Chronometer thì nó sẽ thông thường là sẽ có hai tag như này. Thì tag đầu tiên là tag mã sản phẩm, thì anh em có nhìn thấy thì chiếc này chúng ta có mã sản phẩm là T099.408.22.038.00. Thì các thông số ở đây chúng ta có thân vỏ làm thép không gỉ, mạ PVD này, mức chứng nước 53 tương đương 5 m, máy automatic và đặt chứng nhận Chronometer với chữ CHM, kính sapphire được phủ chống lóa. Con này kính ngon, phủ chống lóa thì anh em yên tâm rồi. Về tag thì đây là chúng ta có một chiếc thêm một cái tag nữa là Certified Chronometer này. Đây là cái chứng nhận Chronometer của chiếc hồ này. Thì mở ra bên trong chúng ta có mã sản phẩm. Đấy, số thứ tự của cái chứng nhận này. Đầy đủ hai tag nha. Tiếp theo nữa, đó là về phần tag này. Về phần thiết kế thì như em đã nói, cái phần mặt của em này thì nó sẽ được ngả sang ánh màu vàng gold một chút. Cái cảm giác bên ngoài thì anh em nhìn nó sẽ có một chút ánh màu vàng gold như này. Tiếp theo nữa là phần mặt đồng hồ cũng được thiết kế khá là ấn tượng với cái vân guliche ở vòng ngoài cùng này chứa phần cọc số. Thì cọc số của em này góc 3, 6, 9, 12 thì anh em thấy là nó sẽ là cọc số là mã, còn cọc số lại sẽ có vạch đơn bình thường. Thì cọc số cũng được làm dạng thuộc dạng to bản đấy anh em nhé, thuộc dạng to bản phần cọc số. Tiếp theo nữa phải ngay đầu tiên phút thì nó sẽ chia đôi hai cái lòng của phần mặt đồng hồ ra. Đấy, và được chia cũng rất là tỉ mỉ đây, màu đen nổi bật và rất dễ quan sát. Lòng bên trong được làm vân trơn và được trải tia ánh sáng sunburst này, thì anh em sẽ thấy xuất hiện các thông tin hiển thị của đồng hồ. Ví dụ là logo T-shirt 1853 ở góc 12 giờ. Ở góc 6 giờ chúng ta sẽ có ba dòng chữ đây. Đầu tiên bên trên là chúng ta sẽ có chữ Chemin Death Roulette, thì đây là tên dòng sản phẩm. Thứ hai là Officially này, Certified này, Chronometer này. Đấy là chiếc đồng hồ này bộ máy sẽ đặt chứng nhận Chronometer. Và ở dưới góc 6 giờ đây nữa chúng ta sẽ có một cái lịch ngày. Ở cái lịch ngày thì ở chiếc này thì nó lại để góc 6 giờ chứ không phải để góc 3 giờ, và tạo nên cảm giác thiết kế của đồng hồ khá là cân đối trên dưới. Lịch ngày góc 6 giờ thì anh em hay gọi là lịch lộc đấy, nghe một cái tên cũng rất là hay. Dòng chữ Swissmatch đây là quen thuộc của chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Đó, mà đồng hồ được làm rất đẹp anh em nhé, một trong chiếc đồng hồ rất đáng chơi của thằng Chemin. Tay anh em chỉ cần khoảng tầm 16 cm là anh em có thể đeo được chiếc này, 16 cm trở lên. Đấy. Kính như em đã nói từ đầu video thì chiếc này sẽ là kính sapphire khối chống sức và được phủ chống lóa. Chính vì vậy khi mà anh em nghiêng góc sáng này để xem giờ này thì mặt kính chúng ta rất là trong trẻo và không bị lóa sáng, xem giờ rất là dễ. Thêm cái kiểu mặt kính chống lóa này chúng ta sẽ ngắm nghía được đồng hồ chúng ta, cái vẻ mặt đẹp của mặt đồng hồ bên trong được dễ hơn. Đấy. Viền kính bên ngoài thì anh em có thể thấy là nó sẽ được mạ PD vàng gold và đánh bóng. Nó thiết kế rất là đẹp, bắt mắt. Đấy, anh em nhìn thấy.
nhìn bên trên trực diện này, nếu ánh sáng chiếu vào thì đồng hồ nó sáng lên rất đẹp, nó gọi là sáng lấp lánh ở trên cổ tay đấy. Tiếp theo nữa thì phần thân càng thì chiếc này chúng ta sẽ đánh phê xước hoàn toàn phần thân càng hai bên, phần đầu càng bên này chúng ta sẽ đánh phê xước ở phần dây đấy. Khóa chúng ta cái khóa núm chỉnh chúng ta sẽ được mạ PD màu vàng gold có logo chữ T của thương hiệu T-shirt này, và núm bẹt này cũng thao tác rất dễ với việc giúp anh em lên gót tay chỉnh giờ và chỉnh lịch ngay thân càng bên này. Nói chung là chiếc này thiết kế em đánh giá là đẹp, là với chiếc brand swag của thương hiệu T-shirt thì nó thiết kế cũng rất là ổn áp, hoàn thiện tốt, và size mặt chỉ có hơi chút là size mặt nó sẽ hơi to. Thì với thông số của hãng là 42 thì em sẽ đo thử cho anh em một chút này, 42mm với chiếc này. Đấy, 42mm anh em nhé, 42 này. Độ dày con này cũng khá là ổn thôi, không quá dày đâu, nó sẽ chỉ rơi vào tầm khoảng hơn 10 một chút thôi, 10,8, và chiều dài lắc tôi lắc con này lắc hơi cảm giác hơi dài 49,2. Thì với cái thông số kích thước này để đo đẹp được chiếc chemin thì anh em nên có chu vi của tay khoảng tầm 16cm trở lên đó, 16 đến khoảng 17,5. Thì anh em nếu mà tay dưới 16 như tay của em này, nốt cái khóa này đang vướng cái dây bên trong cho nên là cũng hơi khó mở đây, một cái dây của phần tác. Ví dụ tay của anh em dưới 16 như tay của em là 15.8 này. Đấy, em đeo ấy thì thứ nhất là cái mặt đồng hồ cảm giác nó hơi to đúng không bác, phần càng cũng khá là ổn, không quá dài nhưng mà cái mặt vẫn hơi to một chút, độ dài rất là vừa phải thôi. Đeo chiếc đồng hồ này rất gọn trên cổ tay đấy, tay anh em cần nhích thêm một chút khoảng tầm 16cm trở lên đeo rất đẹp. Còn để mà chút phi kiểu tay lý tưởng là tay 16,5 đến khoảng 17,5cm, các bác đeo chiếc đồng hồ này rất tuyệt vời. Chiếc chemin cũng là một dòng sản phẩm Red Swag đến từ thương hiệu T-shirt. Anh em nếu mà đeo chiếc đồng hồ này kết hợp áo vest áo sơ mi để đi làm văn phòng công sở thì rất là ổn rồi đấy. Còn nếu anh em đi chơi cà phê cà phá cũng có thể đeo được. Chiếc này cũng không kén lớp tuổi đeo, từ người trẻ tuổi, trung tuổi, lớn tuổi đều có đeo thoải mái. Chỉ lưu ý là tay anh em nên có chu vi của tay phù hợp và lý tưởng để anh em đeo chiếc này thôi. Bộ dây chúng ta sẽ có dây thép không gỉ đúc đặc này, và dây thiết kế với 5 mắt dây, 3 mắt to đánh phê xước, 2 chỉ nhỏ được làm phê bóng màu vàng gold. Với thiết kế dây đường bi này thì thứ nhất thì nó sẽ giúp phần dây chúng ta trở nên sang trọng, tinh tế và trẻ trung hơn. Thứ hai nữa là dây nhiều lỗ giúp thoáng khí, thoáng mồi tay tốt. Và anh em nhìn thấy để ý cái mắt dây này khá là nhỏ, đeo sẽ rất là ôm tay. Đấy. Với cái đầu càng như này thì anh em hoàn toàn có thể lựa chọn thay đổi phiên bản dây da được. Nếu anh em thích đeo dây da thì chúng ta có thể thay dây da được. Nếu mà anh em mua một bộ dây và khóa đeo dây da vào mùa đông thì nó sẽ ấm tay hơn. Còn mùa hè thì anh em để cái dây thép này đeo cho nó thoáng khí, thoáng mồi tay để nó mát tay. Đáy sau thì chúng ta sẽ có đáy hở máy giúp anh em quan sát được chuyển động máy bên trong. Thì trên con văng anh em sẽ nhìn thấy là switchback này, máy Hitech Escapement Baltic 80C07.111 thì sẽ có 23 chân kính, tần số động là 21.600 và tick code tối đa được 80 giờ. Logo T-shirt này, con 853 sẽ ở bên trên con văng này nhé. Bên ngoài chúng ta sẽ có được là T-shirt 853, mức chống nước 53, tương đương 5m hoặc 165 feet. Mã dòng sản phẩm đây, Certified Trôn Meter, đây là số thứ tự của Trôn Meter này. Kính Sapphire và thân vỏ làm thép không gỉ. Chứng nhận Trôn-Meter là cái chứng nhận cao cấp nhất của đồng hồ Thụy Sĩ thời điểm hiện tại anh em nhé. Thì phải nói luôn với anh em là những chiếc Omega hay Rolex vài trăm triệu ấy, nó có chứng nhận thì nó chỉ có được cái chứng nhận này thôi. Đấy. Với chứng nhận Trôn-Meter thì bộ máy chúng ta cho động mượt mà, bền bỉ, ít lỗi vặt và sai số rất tốt, nó chỉ nằm trong khoảng từ 4 đến 6 giây một ngày thôi. Đấy là cái sai số cho phép nhé. Còn trường hợp mà anh em mua được một chiếc đồng hồ sai số tốt, nó rơi tầm khoảng 2 đến 3 giây một ngày thì phải nói là vô cùng tuyệt vời thôi. Bộ máy chúng ta vẫn sẽ đầy đủ chức năng từ lên cót tự động, lên cót bằng tay. Dừng kim dây chỉnh giờ, anh em mở ra nấc chỉnh giờ, kim dây sẽ dừng lại cho anh em chỉnh giờ sát từng giây. Đồng hồ lịch ngày, anh em bạn góc 12 giờ lịch ngày không nhảy thì đây đang giờ buổi chiều. Đó, đóng lại, kim dây chúng ta chạy bình thường, chỉnh lịch ngày anh em mở đúng ra một nấc, bạn ngược chiều kim hồ. Anh em chỉnh lịch ngày. Sau chỉnh giờ lịch ngày xong, anh em đóng đúng lại, kiểm tra cẩn thận tránh và đúng nước vào. Mức chống nước của dòng sản phẩm này thì anh em đã nói là 50m, cao động thường ngày anh em đi mưa, rửa tay, rửa xe rất thoải mái. Lưu ý không ăn hồ chúng ta đi bơi, tắm nước lạnh và tắm sông hơi. Về mức giá bán thì với chiếc đồng hồ đặt chứng nhận Trôn-Meter này ở hãng thì giá bán rất là cao đấy anh em nhé. Tuy nhiên thì hôm nay bên em có một chiếc hàng New Phone Box về phục vụ các bác với mức giá chỉ là 11.390.000 đồng thôi. 11.390.000 đồng cho một chiếc T-shirt Chemin Desturex và đặt chứng nhận Trôn-Meter như này. Nếu anh em thích chiếc đồng này thì có thể liên hàng với lại MW qua số điện thoại để phía bên trên màn hình hoặc các thông tin liên hệ em để đầy phía dưới phần mô tả của video. Khi anh em gọi điện nhắn tin em sẽ tư vấn kỹ hơn anh em về dòng sản phẩm này nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều theo dõi video này của MWX. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video đồng hồ tiếp theo.